sáng đi chị Tích Tích.
tâm nhỉ chứ. Nãy giờ nói chuyện á thì không ẩm mà tao mới comment mấy đồ á thì ẩm trời. Ai bật đồ của em muốn lên mất rồi đó. Mấy bà ơi, chuyện tiền rồi đó không lấy đồ luôn. Ai bổ hồng ai lấy hồng chút hồng giùm em. Mặt dễ thương lắm mà mát nữa. 30.000
bộ này, bộ 3D nè, mặt nhà mát lắm nè. Còn một bộ 45.000. Bộ rung 3D 45.000, còn bộ cuối cùng nữa là không còn hàng nữa nha. Ái 3D chút 3D. Thank you.
này 65.000 còn một bộ đây. Bộ vải xốp, bộ vải xốp mặt nhà 65.000. Quá đẹp. Đi cho Hồng Ngân. Mấy chị nha, mấy chị vào like chia sẻ giùm em mấy chị ơi. Vào like chia sẻ giùm em mấy chị nha. Đầu like lúc nào em cũng có tặng quà mấy chị nha. Mấy chị vào like chia sẻ giùm em đi, đầu like em sẽ tặng quà mấy chị nè. Em chào chị Nguyễn Chính nè. Rồi em chào mấy chị nha. Chị nào chưa chia sẻ bên em mấy chị chia sẻ lên giùm em đi để tí nữa em tặng quà mấy chị nha. Tặng quà hoặc là tri ân mấy chị nha. Tặng mã tri ân. Vào like chấm chấm chia sẻ lên giùm em mấy chị nha. Chị chia sẻ.
sẻ giùm em vài nút chia sẻ cho mấy chị nha. Chia sẻ giùm em đầu like mấy chị ơi. Chia sẻ đầu like giúp em phụng em một tay mấy chị nha. Em chào chị Cẩm Liên nè, rồi em chào mấy chị. Chị nào đang theo dõi like của em, mấy chị chấm giùm em một chấm nha mấy chị ơi. Rồi hôm nay đầu like em sẽ tặng đầm. Em sẽ tặng đầm nha. Áo em mặc để bao nhiêu? Dạ áo em mặc là bán giá. Ủa cái áo em đang mặc là em mới hàng rồi mấy chị. Em còn mẫu mới thôi mấy chị nha. Em còn mẫu mới giá 200, hàng đá cao cấp luôn, y hệt mẫu như này luôn. Cái áo này em mặc 3 năm rồi này còn sáng trưng, mấy chị thấy rõ không? Mặc 3 năm rồi, em nói thật sự hơn 3 năm luôn rồi mấy chị. Bên em toàn giặt mới giặt thôi, hàng cao cấp bên em đây là cái là bằng chứng là cái này đây mấy chị thấy không? Thấy không? Đá rất là sáng luôn. Đó, hàng cao cấp bên em mặc 3 năm rồi vẫn nhận cái màu y hệt cũ luôn, nó rất là sáng. Rất là đẹp luôn. Là hàng em đang bán giá 200 đó mấy chị. Đây nè, áo 23, 200 áo dây hai bên này thấy chị thấy không? Tí nữa lên áo dây cho mấy chị lựa ha. Chị ghi da chị chia sẻ em mấy chị ghi da ơi. Chia sẻ lên giùm em đi. Chị nào chưa chia sẻ lên giùm em nha. Một lần chen cá nhân với lại ba lần hội nhóm nó sẽ hiện logo người chia sẻ. Mấy chị chia sẻ đến lúc nào nó hiện logo người chia sẻ là em sẽ bán giá tri ân cho mấy chị nha. Hôm nay em tặng cho mấy chị đầm. Em tặng cho mấy chị đầm nha. Cho coi mẫu đi em rồi ok lấy áo dây thì mà. Rồi mấy chị chấm lên giùm em một chấm đi mấy chị ơi, chia sẻ lên giùm em đi, bán giá tri ân cho mấy chị nha. Em chào chị Nguyễn Văn Tý, chia sẻ cho em chị Nguyễn Văn Tý ơi. Chia sẻ giùm em mấy chị Nguyễn Văn Tý ơi. Chấm chấm chia sẻ lên cho em đi mấy chị. Chấm chấm chia sẻ lên giùm em đi, em chia sẻ xong rồi em sẽ lên đồ cho mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, chấm lên cho em hết chưa mấy chị ơi. Rồi chấm lên cho em đi mấy chị. Mà kéo cái ghế qua nè. Rồi chị Nguyễn Văn Tý chia sẻ nha mấy chị ơi. Bên em á là đăng hàng, đang mặt hàng bên shop em á là nằm bên Zalo. Nên mấy chị nào mà muốn mua hàng bên em hoặc là đang mua hàng bên em, mấy chị vô kết bạn Zalo giùm em. Zalo số điện thoại em có ghi bài phía dưới là Lê Thắm 0774842263. Mấy chị vô kết bạn liền giùm em đi mấy chị nha. Số điện thoại đó là số điện thoại Zalo em đăng tất cả mặt hàng trong cái trang Zalo đó. Nên mấy chị nào muốn xem mặt hàng bên em, mấy chị vô Zalo của em. Nhiều khi mấy chị không có thời gian hoặc là mấy chị đi đám gấp, mấy chị cần muốn mua đồ để được đi đám cho kịp ngày đi đám đó, thì mấy chị vô Zalo mấy chị chốt với em nha mấy chị nha. Cập nhật mẫu mới bên Zalo, không cập nhật trên Facebook. Em chỉ live stream mút thôi, em không đăng bài Facebook mấy chị nha. Mấy chị chấm lên cho em để em thấy mấy chị vô nhiều đêm tặng quà cho mấy chị nha mấy chị ơi. Ít người vô quá em không có tặng được nha. Ít người vô quá em không có tặng được. Nằm xuống. Nằm xuống mà. Nằm xuống. Ok nè, bây giờ em chào chị Nguyễn Phương Nhã nè, em chào chị Trúc Linh nè, rồi trên đây bị ẩn comment nè, đó trong máy em không ẩn nè, chị ghi ra chia sẻ cho em nha. Rồi đây áo này mấy chị ơi, em sẽ lên áo cho cái chị nào hồi nãy mới hỏi trước và em sẽ lên mã tặng. Mấy chị
gì vào live chia sẻ cho em nhiều luôn đi, rồi em tặng cho mấy chị áo cái gì nha. Em chào chị Mickey hôm nè. Đây. Đây mã em đang cầm này là mã số 6 giùm em nha. Áo dây mã số 6 em cũng có bán hàng thường luôn. Hàng thường giá của nó là 130. Còn hàng cao cấp này là giá 200. Lúc trước em bán áo giống như áo cấp nè là bán giá 240 lận, nhưng mà bây giờ em lấy được cái số lượng lớn đó nên nó có giá là 200 thôi. Em bán với chị giá 200. Rồi chị ưng thì chốt em mã 6 là qua văn này. Mã 6 là có màu xanh nè, màu đỏ nè, màu vàng, nhưng bây giờ em còn lẻ nào nên chị nào muốn lên xe bưu ký mã nào mà chị cho em xin số ký chiều cao đi, để em xem coi cái xe mã 6 này là của chị còn màu nào nha. Đá này bây giờ em bán gần còn lẻ sai thôi, em bán mấy trăm con giờ hết trơn rồi, giờ chỉ còn được cái lẻ sai thôi. Mấy chị nào muốn mua mấy chị chờ cho xin số ký chiều cao đi, để em kiểm tra con đầy đủ màu không nha mấy chị nha. Còn có là mã số 7. Mã số 7 là em có màu xanh và màu vàng, em có hai màu. Và ai là chị nào ưng thì chốt em mã 7 màu xanh, mã 7 màu vàng rất là đẹp luôn. Qua văn của nó rất là sang luôn mấy chị nha. Mẫu người làm đơn giản mà sang cực kỳ sang luôn, là hàng cao cấp lấp lánh mấy chị nha, rất là sáng luôn. Còn hàng thường á 130. Chị nào mặc ở nhà, hai mặc áo dây ở nhà, mấy chị mua cái hàng thường mặc được rồi. Còn cái mấy áo này mấy chị đi đám tiệc rồi mặc vẫn được mấy chị nha. Đi đám tiệc rồi mặc vẫn được mấy chị nha. Đó rồi, chị nào lấy thì chốt cho em đi. Kim em là áo đá mã 6 kèm màu, mã 7 áo đá kèm màu. À, cực kỳ đẹp luôn. Cho chị xem áo đen tím treo ở trên. Đen. Cổ tim. Màu đen cổ tim ở trên hả? Màu mẫu nào? À, mẫu 150 đúng không? Mà mang lấy mẫu đen hết. Cái màu này hết màu luôn. Chị bao nhiêu ký vậy chị Hoàng Huy ơi? Chị Hoàng Huy chia sẻ giùm em vài nút chia sẻ chị nha. Chị bao nhiêu ký giờ lên số ký chiều cao giùm em đi chị. Lên số ký chiều cao giúp em đi chị ơi. Lên số ký chiều cao giùm em đi mấy chị. Đây nè. Nằm, em lên nằm tặng đi mấy chị nha. Đây, đưa áo luôn đi. Ủa còn cái giỡn hả? Mẹ lấy cho em sọt. À, chị 75kg cao 1m656. Rồi mang lên mén màu đen rồi luôn anh. Rồi ok nè, đợi em xíu mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ lên giùm em đi, tiếng em tặng quà mấy chị ơi. Không ai chia sẻ, không ai chấm chấm hết trơn á. Đây cực kỳ đẹp luôn mấy chị thấy không? Sang lắm. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em nè. Rồi em chào chị Nguyễn An nha. Chị nào mới vừa vô thôi mấy chị chia sẻ lên giùm em nè mấy chị. 75kg một hồi hơi ơn mà chị ơi. Phân 70kg độ về thôi nha. Phân là 70kg độ về thôi. Chị nào ưng thì nhanh tay chốt giùm em nè. Rồi 70kg độ về thôi mấy chị ơi. Phân mày hơi ơn. Phân mày hơi nhỏ nha. 70kg độ về em kèm màu giùm em. Mẫu này em đang sale giá 150k thôi. 150k. Rồi nhanh tay chia sẻ lên giùm em đi mấy chị. Nhanh tay chia sẻ lên giùm em. Chia sẻ lên giùm em nha. 150k một áo giùm em. Em có 5 màu. Rồi cứ giùm em 70kg độ về em có nè. Màu da. Màu tím nho. Màu tím nho. Màu xanh dương. Màu đen. Và màu đỏ đây nè. Phân này tầm 70kg độ về thôi nha. Tầm 70kg độ về thôi. Tại vì em trừ hao mấy chị. Nhiều khi sợ mấy chị bằng ôm mấy chị thấy bụng nha. Còn 75kg ngoài lấy màu 75kg xe số 5 thôi. Lấy còn hàng sale hả chị? Hàng sale hả? Cái hàng mà cái lấy cái số 5 mà mẫu 180 nha mấy. Đó 75kg độ về thì em con này thôi mấy chị ơi. Chứ phân nhỏ trong kia không. Phân này nó hơi nhỏ rồi. Đó mẫu này là 150k. Rồi chị ưng thì chốt cho em nha. Ưng thì chốt rồi em. Chị nào muốn làm mẫu gì mà chị cứ báo mà em đi. Bộ em nè. Mày chưa lấy áo mà chưa mang mấy áo này gì. Mày nó sắp tập bảo ổng nó cái áo.
cò được mẫu này được không? 75k em cò được hai mẫu này, màu xanh rêu và màu đen. Màu xanh rêu và màu đen chị nha. Cực kỳ đẹp luôn, rồi chị nào lấy thì chốt đi em. 75k về bộ em mặc. Coi áo đen đá sau lưng. Đen đá sau lưng hả? Chị lấy cái mẫu mà treo phía trên đúng không chị? Treo phía trên đúng không? Rồi ok, đợi em xíu. Mấy chị chia sẻ đi, tí nữa nhiều người vô em sẽ tặng quà cho mấy chị nha. Rồi đây, rồi chị đã ưng thì nhanh tay chốt đi giùm em. Cứ giùm em đã này, con này xanh rêu. Xanh rêu này là phơm 75kg độ về em, 75-78kg độ về luôn nha. 75-78kg độ về. Cứ giùm em con này đen, đen 180. Màu này là màu xanh rêu 180. Em còn size 90kg độ về luôn. Chị nào lấy thì chốt đi giùm em nha. 80-78kg độ về, giùm em đen 180 đen, 180 xanh rêu em nha mấy chị nha. Không ở dưới hả? Là áo dây đúng không chị? Là áo dây hay là chị đang hỏi món gì? Ủa, trời ơi, đang học gì nữa vậy? Tôi phải một người hỏi thôi mẹ. Áo dây đúng không chị Ngọc ơi? Áo dây, còn cái kia là áo nữ hoàng, áo phụ nữ hoàng. Áo đá 2 dây bao nhiêu em? Áo đá 2 dây giá 200. Em có hàng ngược giá 130. Chị nào muốn lên áo đá thì mấy chị báo giùm em nha. Áo dây chứ. Chị nào muốn lên áo dây thì báo em. Có thằng 55kg luôn nha chị ơi. Màu xanh hả? Màu xanh như hết rồi. Còn màu hồng, màu đỏ được không chị? Áo cổ nữ hoàng rồi ok. Để lên áo cổ nữ hoàng cho chị xem ha. Chị Ngọc là bao nhiêu ký vậy? Chị Ngọc là 53kg hả? 53kg đếm kiểm tra còn size nhỏ không? Còn mẫu nào size nhỏ em lên cho. Rồi đây phơm này, phơm này 85-90kg độ về, cực kỳ đẹp luôn nha. Em chỉ còn được màu hồng với màu đỏ thôi. Em chỉ còn đúng hai màu thôi nha chị Phương Nguyễn ơi. Em chỉ còn đúng hai màu thôi, là màu hồng và màu đỏ. Đó, màu hồng. Màu hồng là tay giống như em đang mặc nha. Ủa tay này nó khác. Màu hồng là miếng tay nha mọi người. Đó, còn màu đen, màu đỏ là một lớp cái này nha mấy chị nha. Đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy mẫu nào chút nói em. Size lớn em còn ít lắm mấy chị ơi, size lớn ít lắm. Màu hồng, màu đỏ, ai ưng hồng chút hồng, ai ưng đỏ chút đỏ em. 85kg độ về. À mua cho mẹ 58kg và rồi lên khoan đầm thì em tí xíu chị nha. Đầm thì không cảm lên giùm em tí xíu, tại vì bây giờ em đang lên đầu lai là lên áo chị ơi. Mấy chị chia sẻ lên giùm em đi mấy chị, chia sẻ lên giùm em nha. Áo cổ nữ hoàng mà 58kg nè, 58kg. À đây, 75kg nữa rồi, em còn màu đỏ nữa nè. Màu đỏ, màu đen với màu xanh rêu. 75-78kg nữa về. Xe máy giờ một kiếp. Bước nào xuống không ạ? Không biết nữa. Rồi, ok nè. Để em lên áo. Cái con này quá trời đẹp luôn nè. Không sót con á. Đây, cái này em mỗi ngày còn sót một con. Mở thè xe nhỏ mà đâu vừa đúng không ạ? Đây nè, mẫu này giá 180, ủa 380 các chị nha. Giá 380, em còn sót là đúng một con một luôn. Em còn sót là một con đen luôn các chị nha. Rồi đây là rồi chị đã ưng rồi chốt cho em liền, cực kỳ đẹp luôn. Ghi giùm em là đen, đen cổ nữ hoàng đen, mẫu này size nhỏ thôi mà không vừa thì mấy chị thông cảm cho em nha. Rất là sang luôn, rất là sang luôn mấy chị nha. Cho chị xem mày sợ ghen sao xuống rồi mấy chị ơi, để tí nữa em sẽ đi in mấy cái số gì nè để cho mấy chị dễ coi đi, chứ bây giờ để vậy khó quá. Rồi ok. Đen này á, size L mà không vừa đâu. Size này tầm 60kg độ về thôi, còn 65kg em có size luôn ha. Phơm này 60kg độ về đẹp lắm, đẹp thằng tưởng vừa luôn. Tại vì phơm này đó độ co giãn dữ lắm luôn. Đây em sẽ hộp cho mấy chị xem luôn. Mấy chị trắng lên giùm em đi nha. Bữa đặt ba đặt áo gì vậy?
đặt áo 380.000, không thấy chút đơn. Chị Nguyễn Kim Ngọc. Chị Nguyễn Kim Ngọc, Trâm Anh có số điện thoại rồi đó, là có bấm thẻ ra rồi đó. Rồi đây, cực kỳ đẹp luôn các chị em. Bây giờ em đã áo 380, hôm nay em chỉ còn được một con một, còn sót là đúng một con một luôn. Giá của nó là 380k. Rồi em có sót đơn đó mấy chị, điện thoại cho chú cái điện thoại em ghi bình luận đó mấy chị. Đúng rồi. Cái đơn nào mà em có bị sót á thì mấy chị điện giúp em liên lạc với cái số Zalo này nha. Bên em sẽ kiểm tra đơn rồi cho mấy chị liền. Mới còn hàng chứ không mà hết hàng luôn mấy chị ơi. Nha. Rồi đây là chị là ưng thì chốt cho em liền. Đó. Trong một ngày mà chị không thấy em điện thoại là mấy chị biết em là sót đơn rồi đó mấy chị nha. Tại nhiều khi nó ẩn comment hoặc là nó bị sao á, mấy chị nhớ là không thấy ai nhân viên điện thoại mấy chị chốt điện thoại liền giùm em nha mấy chị nha. Rồi đây là chị là ưng thì chốt liền giùm em con này áo. Áo này là form bây giờ còn đúng một con giúp luôn. Xem bán mấy chị là 180.000. Ủa bọn 380.000. Size này là size 60kg về. Chị nào có size 60kg về thì chốt cho em. Cổ nữ ngoài rất là sang, rất là đẹp luôn. Ghi giùm em là mã. Này đặt chung đi hả? Đặt chung mày đi chị để đây. Làm gì? Rồi đây, à nhiều khi là em hết rồi đó. Em hết hàng, em không chốt thôi nha chị ơi. Rồi ok rồi chị đã ưng thì chốt em 60kg độ về. 60kg này 65kg bọc dừa mà. 60kg thôi nha mấy chị nha. 60kg còn đúng con thôi, lấy giùm em luôn mấy chị ơi. Chị nào 60kg chốt thì giùm em đi mấy chị. Chị nào 60kg độ về tay phòng luôn mấy chị nha. Rất là sang, rất là đẹp luôn. Form dáng rất là đẹp luôn rồi. 68kg nè, nếu mà chị cao 1m56 thì bọc dừa. Con 68kg nữa. Thì mấy chị chỉ có 1m55 thôi. 65 1m55 thôi. Em nhờ chị Thu Đoàn mấy chị chấm lên giùm em đi mấy chị. Bấm nút like, bấm thả tim giùm em mấy chị nha. Bấm thả tim lên giùm em. Rồi chị là ưng thì chốt em con này mã. Thích mặt con thì được chị ơi, đại bé nó tới 6. Mã A1 giùm em đi. Con này ghi em là mã A1 đen. Còn đúng một con luôn. Mã A1 đen mấy chị nha. Hàng cao cấp, bao xịn mấy chị luôn. Không bị dướng mấy chị nha. Bao cho mấy chị là không bị dướng luôn. Hả? Rồi. Rồi chị ơi, mình nhanh tay chốt đi giùm em ha. Rồi đây em Ngọc ơi, chốt lại giùm em đi chị ơi. Chốt lại giùm em đi. Đây nè, form này xe nhỏ nè. Form này thì em có được màu đỏ và màu đen luôn. Em sẽ mặc hai màu cho mấy chị xem luôn. Rồi ghi con này giùm em là mã A2. Ghi lại mã thôi anh. Rồi kêu bận ơi mấy chị vừa nghe chị ơi. Chiều kêu sắm em 68 mặc vừa đó nhưng mà chị 65 kg 1m55 nghĩa mặc vừa luôn á. Cao hơn bé luôn á. Rồi đây coi chị đợi người chốt em cổ nữ hoàng luôn. Nhưng mà mẫu này em sẽ sale với chị giá giá cho mấy chị là 360.000 luôn. Rồi chị đợi người chốt em 360. Cái giá này á thì mấy chị thấy vậy thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà mấy chị mà đi ra ngoài shop mua là cái giá nó sẽ cao lắm mấy chị. 400-500, 500-600 nhiều khi có áo cả triệu bạc luôn mấy chị nha. Tại vì cái hàng này là hàng đá cao cấp, đá pha lê giùm em, rất là sang luôn. Rồi chị đợi người chốt em áo. Áo này giá của nó là 360. Kim em là mã A2 360. Phải chốt cho em rồi ok chị Kiều Kiều nè. Ok chị Kiều Kiều còn đúng số một con một nhất luôn á. Bữa hôm ship ship xong đem ra ngoài kia cất, không không đem lên like. Bây giờ nó còn được một con mấy chị. Đó vào đây là chị đã ưng người chốt em con này. Ủa mẹ con tưởng mình đem ra này sắc từng mẫu nó lên dễ mà mình cũng buồn mình thể lại vậy. Là mất thời gian nè. Nha. 100 mấy nè. Rồi không chịu mấy đi nha. Tới lúc kia cái ấy nè. Qua coi cái mẫu nào đi. Rồi nó còn đi con bó nó không biết. Nó đọc sai. Rồi đây. Form này 65kg về. Bây giờ em chị, mẫu này em chỉ còn size 65kg về thôi. Đen và đỏ nó chị nha. Bây giờ em sẽ mặc đen trước với chị nè. Rồi bây giờ em sẽ hỏi hai lên cho mấy chị màu đỏ nha. Khi em là mặc A2 màu đen, A2 màu đỏ mấy chị nha. Coi mặt A2 màu đen nè. A2 360k. A2 quần em mặc có không? Dạ không. Quần em mặc là em đang về hàng, em chưa về hàng được mấy chị nha. Nên em chỉ có được quần trắng thôi. Với lại là quần chính bất. Có chị nào muốn lên quần không? Em có quần hàng cao cấp nữa nhưng mà khoan đợi em xíu đi. Em lên áo xong rồi em sẽ lên quần cho mấy chị thông cảm đợi em ha mấy chị nha. Rồi đây con này là mã A2 đỏ. A2 đỏ. Chuyện bữa hổm đó em đi bắt mua về bệnh luôn mấy chị. Tiếng nó hơi nghe khó nghe một xíu mấy chị thông cảm mấy chị nghe phụ em mấy chị nha.
Cô đây rồi, chị đã ứng được chốt em mà. A2 màu đỏ, A2 màu đỏ và A2 màu đen. Chị là ưng đen, chút đen, còn chị là ưng đỏ, chút đỏ thì em A2. Mã A2. Đó, chị nào mà tí nữa mà tắt like với chị mà chưa chút kịp với chị cứ chụp màn hình lại và gửi vào Zalo giùm em. Nếu mà còn thì em chốt với chị nha. Đó, mã A2 giá cũng dẫn giống như trên like luôn mấy chị luôn nha. Hôm nay em sẽ bán dẫn tắt like cũng dẫn này một cái giá cho mấy chị. Rồi chị ưng thì chốt cho em liền. A2 đen và A2 đỏ giùm em, cực kỳ đẹp. A2 đen và A2 đỏ. Hai đỏ mấy chị nha. Đó, 65 triệu về giùm em. 65. Nhưng mà hợp chất nếu mà mấy chị mặc là ok là 70kg một vừa luôn. Nhưng mà em chỉ tốn cho chị tầm có 65kg thôi. Nào mà hai cô em đây. Luôn xin lắm. Nào mà áo dây ở dưới hả? Áo dây đó là giá của nó. Em quay luôn đi. Cái gì vậy? Đây áo dây nè mấy chị ơi, áo dây em sẽ hay cho mấy chị nha. Rồi cái áo dây mấy chị đợi em xíu mấy chị nha. Mình nói con nói là không có màu đen mà nó vậy. Quên coi kiểm tra có màu hồng đấy có.
lên áo lẻ xong rồi em mới lên đầm đó chị nha. Ừ, 80kg lấy hai con này gì chị nè. Nè 80kg em lấy hai con này được không chị Phương Nguyễn ơi? Đây 80kg nè, 80kg em có nè. Mẫu này là mã cao cấp đen và cao cấp đỏ giùm em, có hai màu. Mẫu này em 80kg em có hai màu nè, cao cấp đỏ với lại là cao cấp đen nha. Chị ưng cao cấp nào chốt cao cấp màu đỏ giùm em chị nha. Phương này em đang bán xả với chị giá 140 thôi, 140 cao cấp đen đây nè, hàng cao cấp đen mấy chị thấy không, tức là sang cao cấp đỏ. Còn cái hàng của em bên mặt là hàng nhập giùm em, hàng giá nhập rất là đẹp luôn mấy chị nha. Rồi ghi em là mã A3 xanh riêu, ủa lộn, A3 xanh dương thì em có size từ 70kg độ về. Mấy chị bao nhiêu ký mấy chị chốt em liền mấy chị nha, em còn đúng 3 áo luôn, em còn đúng 3 áo. Ghi em mã cao cấp mã A3 ghi em là mã A3 xanh, giá của nó là 360.000 thôi, em sale luôn 360 nha. Giá 360 mấy chị mua ở ngoài là cái giá của nó rất là cao luôn mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt thì bên A3 xanh dương giùm em. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Ở phòng đó em có đổ về luôn, mấy chị cứ ưng thì ghi kèm số ký giùm em là có đơn. Em có cái áo 300.000 thì để đầu lai mặc á, để em mặc 3 năm rồi vẫn như còn mới luôn đó. Và đây là chị đổi một chốt liền em nha,
xanh, 37 giùm em màu vàng, ghi em là mã dây áo dây mã 7 màu vàng, áo dây mã 7 màu xanh. Rồi chị nói gì, chốt em mã 7. Mã 7 nha, chốt cho một áo A2 áo màu xanh, size 55kg. Rồi ok chị Huyền, chị Huyền Nguyễn lên số điện thoại giùm em đi. Chị Huyền Nguyễn ơi, lên số điện thoại giùm em đi, chốt với chị nha. Không, máy trên á, máy dưới không có, nhưng mà chị nhảy máy trên rồi. Rồi máy dưới thì áo dây mã 6 màu đỏ 80kg, mày coi còn sale không ạ? Hình như là mã 6 như nó đỏ quá đó, còn đúng không? Còn thì vậy thì coi đi, đây mã đỏ đây rồi, thôi đi chị, bữa chị kia chị kiếm quá trời không ra đây. Rồi đây, áo dây mã đỏ, áo dây mã đỏ 80kg cho chị Băng Khánh nè. Ok chị Băng Khánh, nó số điện thoại luôn. Ok chị Băng Khánh, còn đúng màu đỏ của chị luôn đó. Đá về lớp đá là trả lại em nha chị, bao với chị luôn á, tốt cho lắm luôn. Bao là khi nào nhận về mặc 2-3 ngày tuần lễ, nó mà có vấn đề gì thì em sẽ cho bên đây bên chị thôi sẽ trả, chứ mấy chị mặc bao cũng năm nữa chị trả em lại anh em chết luôn nha mấy chị nha. Phải có thời hạn nha mấy chị. Đúng rồi, cái nào cũng có thời hạn thôi, nhưng mà em bao cho mấy chị là cái đá rất là sáng, cái đá mặc hoài rất là sáng luôn. Hồi nãy cái đầu like của chị nào xem rồi mấy chị biết rồi đó. Đây em mặc cái áo này là 3 năm trời rồi, like 3 năm rồi. Mặc chưa lúc mà chưa bán hàng tới giờ luôn. Đó. Là bên em đã mặc rồi. Cái đá của nó 3 năm. Đó. Mấy chị thấy giống như mới không mấy chị? Nè, áo này em giặt mới giặt không luôn á mấy chị. Em nói thiệt sự luôn. Áo này là em giặt mới giặt luôn á mấy chị. 3 năm trời nhưng mà cái đá rất là sáng. Rất là sáng luôn. Nha. Nó gớt á thì nhiều khi nó gớt vài hột thôi. Nha, nhưng mà cái đá của nó vẫn đi nguyên sáng, tại vì cái hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp, em bao hàng với chị luôn. Giá của nó lúc trước em bán là 240, mà bây giờ em lấy được cái số lượng lớn nên bán với chị được cái giá nghĩa là 200.000. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á chị ơi. Mua áo đá ở đây không có hối hận đâu mấy chị. Nha. Không có hối hận đâu, em nói thiệt sự luôn. Chị Huyền Nguyễn ơi, chị có lấy không chị ơi? Chị Huyền Nguyễn lên số điện thoại giùm em đi chị. Ở phía máy dưới này thì em không thấy số điện thoại của chị Huyền Nguyễn nha chị nha. Đó, có lấy áo thì ghi em. Em còn đúng một con size 55kg đó, lấy thì chốt cho em nha. Hồi nãy chị nào 58kg đi, 58kg thì những mẫu hồi nãy giờ là em cũng đều có size 58kg đó chị nào vậy? Chị Ngọc đúng không? Chị Ngọc có lấy thì chốt thì em. Rồi mẫu này, mẫu này là cái hàng mới về luôn. Giá của nó em chỉ còn đúng, bữa hôm em về được 50-60 con, bây giờ chỉ còn được đúng có không mấy con mà, cái này là hết rồi nè. Rồi, còn đúng 2 con. Còn đúng 2 con, có không ta? Ủa, 2 con đúng rồi. Còn đúng 2 con thôi mấy chị ơi. Rồi, mẫu trên mặt là còn đúng 2 con. Một con màu cam và một con màu đỏ. Con của nó là 70kg độ về cam, 70kg độ về đỏ. Ghi giùm em con này là mã A5. Ghi giùm em là mã A5, mấy chị mặc đi. Không hối hận đâu mấy chị ơi. Có lớp độn vai mấy chị nha. Có lớp độn vai luôn, có mút độn vai luôn mấy chị nha. Cái gì vậy? Chị nói gì? Cái bông đỏ. Cái bông đỏ sau lưng em hả? Giống sau lưng hả đây nè. Y hệt chứ đâu. Y hệt chứ đâu chị ơi, đây nè. Mã 66 đây. Mã 66 màu đỏ là cái này nè. Em chốt với chị con này nè. Em chốt với chị cái giống con này nè chị. Mã 66 màu đỏ nè. Đúng không? Đúng không chị ơi? Giống như của em đang mặc như màu đỏ đó. Là mã 66 đó chị. Đó, vào đây là chị đã ưng chốt giùm em mẫu này nha. Mã này là mã A5. Ok rồi, ok chị nè. Rồi mã A5 giùm em. A5 màu cam và A5 màu đỏ. Ai ưng A5 màu cam chốt A5 màu cam, còn ai ưng A5 màu đỏ thì chốt A5 màu đỏ giùm em mấy chị nha. Cực kỳ cao cấp luôn mấy chị nha. Đây, cái form của nó rất là sang, rất là đẹp luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt em 70kg độ về. Em còn size 70kg độ về mấy chị nha. Mà là đứng lên coi nha, cái áo này là size mấy rồi? Áo này là 308. Rồi đây, form này cực kỳ đẹp luôn nha. Em còn size từ 70kg độ về. 70kg độ về ghi em là mã A6. A5. A5 380.000. Còn đỏ và cam còn đúng 2 con giống thôi. Chị nào lấy thì chốt. Không lấy là hối hận mấy chị nha. A5 A6 nào, A6 nào? Chưa lên A6 mà. A5 chị nha, A5 với A6 chị ơi. Mã A6, 55kg, màu xanh với màu là A, coi hiểu rồi. Thôi nè.
55kg chị Trần Trâm đi, so với chị Trần Trâm luôn. Rồi đây mẫu này, ủa mẫu này nãy mình lên ngồi đúng không anh? Mẫu này là A1 kìa phải không? Cái này A1 rồi đúng không? Ờ mày A4 rồi. Ủa A4 này, A4 đúng không? Đúng rồi, A4 nè, xúc vô lại đi. Giống rồi. Rồi em lên con này. Ôi em có màu trắng không chị ơi? Em có màu trắng nè mấy chị. Vào đây rồi chị đã ưng thì cố cho em liền cái mẫu này, còn hàng mới hả? Có sức sống không mấy chị ơi? Cổ nữ hoàng luôn giùm em nha. Đây rồi mẫu này giùm em là mã A6. A6 trắng, A6 đỏ, A6 đen. Em có 3 màu. Em có 3 màu phơm này 70kg độ về giùm em luôn nha. Phơm này em có size từ 70kg độ về. Rồi chị đã ưng thì cố giùm em. Mẫu này giá của nó là 380 giùm em. Cổ nữ hoàng, tai phồng luôn mấy chị nha. Sang lắm luôn mấy chị nha, cực kỳ sang và cực kỳ đẹp luôn. Ủa mẹ con nhớ cái mẫu này là màu đỏ chứ lại can có rồi đâu có tiêu nó rồi. Mẹ mày để đó, cây lớn mày để cho nó đó. Ừ, gần lên cho chị kia 8kg phần được không? Rồi đây rồi chị nào lấy thì chốt liền em nha. Liền em là mã này là mã A6. A6 con trắng nè, A6 đỏ, A6 đỏ và A6 đen. 3 màu, 3 màu mấy chị nha. A6, A6 kèm màu giùm em. A6 kèm màu đen, trắng và đỏ. Con đúng thì con trắng cuối cùng mấy chị nha. Chị nào không lấy trắng nó lận luôn. Bữa hổm nhiều người hỏi giá luôn á, bán đúng một ngày là hết trơn hàng luôn. Đó bây giờ mới về được có một con nữa thôi nè. Sót lại chứ mới về nữa. Rồi trắng đỏ và đen. Trắng đỏ và đen mấy chị nha. Trắng đỏ và đen. Rồi con này, con này đúng còn một con nè. Rồi đây con này ghim em là mã. Còn có một con nhất thôi. Mã này là mã A7 đi. A7 380.000. 380.000 mấy chị nha. Hàng này bữa hổm mới về luôn, nằm hết trơn hàng luôn mấy chị ơi. Rồi con này còn đúng một con nhất luôn. Rồi ghim em là mã A7. A7 tí nữa mà có xuống like mấy chị mà muốn đặt hàng tiếp tục, mấy chị cứ vô chụp màn hình lại gửi qua Zalo giùm em. Bên em sẽ chốt hàng mấy chị nha. Áo trắng thôi chị. Đó, còn đây là chị đã ưng người chốt cho em liền. Ghim em con này mã A7 quá trời xuất sắc luôn. A7 giùm em mấy chị nha. A7 còn đúng những màu đỏ thôi. A7 con này tầm cỡ 67kg về, 87kg về A đỏ. Ở lộn A7. A7 màu đỏ mấy chị nha. A7 màu đỏ. Và chị nào lấy thì chốt em A7 đỏ. A7 đỏ giùm em mấy chị nha. A7 màu đỏ. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. A7 giùm em. Xây 1 lít 65kg về thôi, trừ nhau nhưng mà 67kg. Rồi em lên thêm mẫu nữa chị nha. Mẫu này thì em có size 80kg về 4 lít. Em có size 80kg về nha. Rồi chị nào ưng cái này thì kêu em là mã A8. Đồ bộ đầy đủ cho mấy chị ơi. Có đầy đủ hết. Từ từ em lên cho mấy chị xem. Rồi đây con này con đỏ nè, cực kỳ sang luôn. Form này em xem mấy chị giá nhiêu mà 360 thôi. 360.000 đen đỏ và 360.000 đen cam. Đây đen cam đây. Đen cam cho mấy chị ơi. Đen cam nha. Đen cam rồi chị nào lấy thì chốt liền em. Đen cam và đen đỏ, đá pha lê bao đẹp bao sáng không mấy chị nha. Rồi ai lấy thì chốt liền em. 360k đen cam và đen đỏ. 360k đen cam và đen đỏ, mã đen cam và đỏ, mã đen đỏ như thế nha. Đen cam và đen đỏ. À chưa đâu, màu trắng mà để mặc thêm áo nào đi, đánh dù quên. Đây nè. Mã này là mã gì ạ? Mã A7 nè mấy chị. Để em mặc cho mấy chị giáo A7. Rồi sau em sẽ mặc mặt quần của mấy chị xem. Form của nó lên rất là đẹp luôn. Mình làm mình lấy Thank you.
lấy quần chút quần giùm em. Quần này em chưa cắt phi nha, nên em chỉ hợp vô nhìn cho mấy chị thêm cái phơ của nó thôi nha. Quần này thì em bán cho mấy chị chất chạy riêng á, riêng lụa giùm em, chất chạy riêng lụa đó. Và đây là chị đã ưng quần chút quần em là quần trắng này, em bán cho chị giá bao nhiêu? Giá cho mấy chị là 130k thôi nha. Quần trắng giá 130, nhanh tay chia sẻ chốt đi giùm em mấy chị ơi. Chị nào chia sẻ em bán giá với chị là 130k luôn, bán cho mấy chị mặc chung với mấy cái quần quần cao cấp này là rất là đẹp, rất là sang luôn nha. Rồi chị nào lấy thì chốt đi giùm em nha. Ghi giùm em là mã quần trắng, quần đùi trắng đi. Ghi giùm em là mã quần đùi trắng, quần đùi trắng giá 130. Em có quần đùi quần lỡ mấy chị nha. Rồi đây quần đùi trắng có hàng thiêu hay luôn, mấy chị thấy không? Thiêu luôn, thiêu của nó rất là thiệt màu trắng luôn, thiêu của nó rất là thiệt màu trắng, cơ của nó là có đóng đá mấy chị nha, rất là sang. Rồi đây là chị đã ưng người chốt em trắng, quần đùi trắng em nha, quần đùi trắng mặt này hơi rộng xíu, quần đùi trắng nha, quần lỡ đâu anh đây, quần lỡ đây, quần lỡ, quần lỡ thì em chỉ còn xây phong này bằng cỡ nhiêu, 65kg độ về luôn, 62kg về luôn, 62kg về quần trắng đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Quần lỡ này em bán giá 140. Rồi chị đã ưng quần thì chốt quần em, quần quần lỡ 140, quần đùi 130. Rồi chị nào lấy màu nào, chị nào lấy mẫu nào thì chốt mẫu đó em, cực kỳ sang, cực kỳ đẹp luôn, mặc chung với hàng cao cấp rất là sang, mặc chung với đồ cao cấp rất là sang luôn. Rồi chạy lụa nghiêm mềm lắm chị ơi, lụa rất là mềm luôn chị nha, co giãn chị nha, mặc ngồi lên đứng đứng lên ngồi xuống rất là thoải mái. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em, ơn mẫu nào chốt mẫu đó thì giùm em. Rồi mấy chị muốn lên mẫu gì, mấy chị có muốn lên đồ bộ không, mấy chị muốn lên đồ bộ hay là muốn lên gì? À quần mình còn ngon thế à, em có hàng quần cao cấp với lại có chị làm muốn lên quần cao cấp không? Quần cao cấp mẫu này là giá 320 nè, đá hoa lê luôn, mặc chung với mấy cái áo cao cấp này là mấy chị rất là sang đó. Quần đen giá 320, con này giá 320, nhưng mà size này thì em chỉ còn size tầm cỡ 65kg độ về thôi, 65kg độ về. Anh em có nhiều mặt hàng lắm 65kg độ về nè mấy chị ơi. Đó, quần 320, 65kg độ về. Chị có bận áo khoác lửng nhà ủ kem không? Em có đủ luôn. Đây, quần đùi giá 300. Đó, quần này giá 300 giùm em nha. Quần đùi giá 300, quần đùi giá 300. Trắng 64kg đùi thì chị Khánh An. Rồi ok, trắng 64kg thì chị Khánh An ok nè. Cô còn cái áo gì đây nè? Áo gì vậy nè? Alo cấp gì đây nha? Ồ, áo 50kg độ về, có chị nào 50kg độ về không? Thôi để dành đi, mốt chị nào 50kg lấy ra. Có chị nào 50kg không? 40kg tới 50kg. Rồi xả hạn nhỏ coi ký cho mấy chị nè. Mấy mẫu này mặc rất là đẹp luôn mấy chị, 90kg chỉ có 2 con áo lẻ thôi. 90kg là em có áo lẻ 2 con kia thôi.
Rồi ok, em lên làm 55kg với mấy chị nha. Em sẽ lên làm 55kg với mấy chị. Làm 55kg nè. Làm sao lên 55kg rất là đẹp luôn. Không đẹp là không thể tiền, nó thiệt sự luôn nha. Hàng bây giờ năm nay là không có hàng để bán thiệt sự luôn. Tại vì năm trước đó là dịch nên nó là xưởng đồ nó may nó còn tồn kho nhiều lắm. Đó. Mà năm nay bán á người ta đổ xô đi đám á. Tại vì năm trước người ta không làm đám thì năm nay người ta làm bụng mấy chị. Nên năm nay là đi đám liên tục luôn, nên người ta mua đầm, mua đồ sắm đồ rất là nhiều luôn nên không có hàng để bán luôn. Đó, chỉ có năm nay là em cạn hàng, em không có hàng để bán luôn á. Rồi bây giờ em mới đặt hàng để bán, giờ em về em bán mấy chị thấy không? Đặt cái giá rất là cao. Bây giờ thì shop nào cũng không có hàng để bán đâu mấy chị. Không phải là riêng ở shop em đâu. Đó, vào đây đầm chất giải so lên thì em rất là sang, rất là đẹp luôn. Phơm này 55 đến 65 kg em còn một size nữa là size 70 kg độ về luôn nha. Bạn có hai size và hiện tại là em đang lên size 55 kg. Cho chị xem lại áo áo đá. Em đang lên đầm, tí nữa lên áo chị nha. Rồi đây nè, rồi đây chị là ưng thì nhanh tay chốt thì em nè. Con này kim em mình làm so len, mẫu này mình đang bán giá nhiêu mà bán với chị giá 180 thôi, 180k chốt liền giùm em nha. Gì đâu mà để lộn xộn chứ mà. Áo dây kim này là mã áo dây kèm mã kèm
phía trong với chị nha, hai lớp mẫu, hai lớp giùm em. Mẫu này mình bán nhiêu mà, mẫu này em bán với chị giá 170 thôi, giá rất là mềm luôn với chị nha, chứ bây giờ không có đầm, bây giờ phải muốn thợ thêm để mai thì cái tiền nó sẽ, cái tiền mà muốn thợ nó sẽ cao lên, nên cái tiền đồ á mấy chị nó sẽ cao nữa, nhưng mà bên em sẽ không, em sẽ bên em lấy số lượng nhiều nên người ta bán cái giá rẻ em đó. Em bán chỉ 170 thôi. Màu riêu hả? Màu riêu 75kg không hả? Mang kiểm tra gì hai cái màu, cái màu riêu coi, cổ lửa hoàng, cái màu, cái màu xanh riêu á, cô hỏi màu xanh riêu hay á, còn 75kg không? Vậy là hết luôn rồi chị ơi, 75 vậy là hết luôn rồi đó chị ơi. Và đây phơm này 50kg đến 65kg, quả tuyết hai lớp với chị nha, quả tuyết hai lớp, ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn nha, nó hợp thị hiện lên rất là sang, rất là đẹp luôn. Mẫu này hàng cấp chị cũng rất là sang luôn. Rồi chị là ưng thì trên tay chốt thì em con này mã số 1 giùm em, là có qua văn này giùm em với chị nha, qua văn nè đó, 170 giùm em. Rồi đây còn cái này là qua văn màu cam, ghi em là mã số 2, đầm mã 2. Mẫu này là 3 lớp luôn đó chị nha, 3 lớp luôn, chỗ nó sang, nó sang giả mang luôn đó chị ơi. Rồi đây là chị đã ưng chốt em mã số 2 đó. Bây giờ em sẽ lên màu, lên mã, đọc mã chị nha, em mặc cho chị xem một thử mẫu thôi rồi em sẽ lên qua văn 3 lớp luôn đó chị nha, 3 lớp luôn, rất là sang. Mẫu này màu cam, rồi mã này mã số 2. Rồi 50kg đến 65kg, mã số 3. Mã số 3 là qua văn này giùm em nha, mã số 3 mặc rất là sang. Mã số 3, hai người thợ 3 chút mã 3 giùm em, 170.000 thôi, 170.000 mã số 3. Rồi mã số 4 là màu xanh, mã số 4 màu xanh, màu xanh, xanh mà 3 lớp luôn, có chị thấy không, cái này là 3 lớp nè. Rồi con này mã số 4 giùm em nha, 55-65kg mặc dừa, có chị muốn lên size lớn có chị cứ báo nha. Rồi đây con này là mã số 5 là qua văn này tà xéo luôn em với chị nha. Mã số 5, hay ơn mã 5 giùm em, mã số 5. Rồi con này mã số 6. Đây con này là mã số 6 cho em nè. Mã số 6 tà xéo nữa nè mấy chị ơi, rất là sang luôn. Đó, chất co giãn luôn, ghen của nó đây nè mấy chị. Co giãn luôn mấy chị nha. Co giãn luôn chị nha. Rồi con này mã số 6. Mã số 6 giùm em với chị nha, mã số 6 qua văn đẹp lắm chị ơi. Rồi con này mã số 7, mấy chị muốn mặc, muốn em mặc cho chị xem mã nào mấy chị cứ báo giùm em đi đó. Mã số 7 muốn em mặc cho chị xem mã nào mấy chị cứ báo, em sẽ mặc cho chị xem à, tại vì cái này em mặc không hết nên em phải lừa đưa lên cho mấy chị xem qua văn thôi, còn mấy chị thích mã nào mấy chị cứ kêu mặc cho chị xem. Rồi con này mã số 8. Rồi đầm hai lớp, mã số 9 là qua trang này. Rồi mã số 10 là màu đỏ nè. Mã số 10 là màu đỏ. Đó, 55-65kg mặt số 10. Rồi con cuối cùng là mã số 11 màu xanh đen. 11 nha, màu xanh. Rồi, chị nào muốn lấy mã nào mới chị báo cho em là mã đó chị nha. Mã 258 với chị Trúc Linh nè. Rồi mã 164 với chị Khánh An luôn. Rồi mã 6 dồn đơn chị Trúc Linh nữa nè, ok chị nè. 75kg mình còn mẫu nào mà 75kg cái khối này mà. Khối ở đây mà 75kg em chỉ còn mẫu này được không chị ơi? 75kg hiện tại chị chỉ còn mẫu này thôi, 75kg thôi còn nè. Còn được cái mẫu này, màu đen đỏ và màu đen cam nha. Còn được mẫu đen đỏ và đen cam, với lại là mẫu này. Đây với lại 75kg còn mẫu này nè. Đây còn đúng con này nữa thôi là hết luôn đó. Đây con này là mã A3. Mã A3 giùm em mấy chị nha, A3 360 đó, 75kg độ về A3 360. Chị nào nhận hàng rồi mấy chị biết cái mặt hàng của nó là mấy chị mê luôn, mấy chị cần mua mấy này thôi đó. Rồi chị nào lấy thì chốt cho em đi, cắm lên cho em đi, năm bữa nay còn comment rồi. Con này bán chủ sẽ không thấy comment luôn mấy chị ơi, mấy chị cắm lên tương tác cho em đi để em thấy comment mấy chị nha. Chị Trần Lai nè, chị Trần Lai lấy mã A3 được không chị? A3 hay là cái mã đen đỏ?
đẹp luôn, pha lê. Má đây là má. Không, má này má đỏ. Ủa, má đen đỏ. Ủa, nữ hoàng nó đẹp đó chị ơi. Ủa, nữ hoàng này chị ơi. Cực kỳ luôn á. Con này cái đá rất là đẹp luôn à. Chị lớn cái gì mà mấy mẫu đó là nó sang lắm á. Người đó. Thiệt sự luôn, cái mẫu này đẹp nè. Bữa hỏi má là nó sót luôn ngoài kia nè. Chứ không là bán sót nè. Chứ không là cái lai trước bán trơn nè. Đen cam này em coi con xe máy nhờ. Xe đen cam cũng vừa vậy là còn đi đỏ thôi. Đen cam đỏ hả? Đen đỏ hả chị ơi? Rồi, chị nào lấy đầm nào chút mình đó nha. Em còn nhiều lắm mà mấy chị xong á. Không có comment nên không có hứng thú đến ai luôn rồi mấy chị. Không có ai comment. Không thấy comment của ai luôn. Hôm nay Facebook nó rất là khó luôn. Nó bị ẩn comment rất là nhiều luôn mấy chị. Chị nào mà muốn tương tác với em á, chị chấm lên giùm em nhiều nhiều đi mấy chị. Để em được cái lấy được tương tác. Là em thấy cái comment của mấy chị em đọc comment mấy chị nha. À lấy mã 10, 65 kg cho chị Khánh An chưa? Cái này là mã 11. Đây chị Cẩm Liên. Rồi ok chị Cẩm Liên. Mã 11. À vừa. Không vừa với 67 kg là không vừa. Tầm 65 kg thôi chị ơi. Em sẽ lên áo khoác cho mấy chị nha. Áo khoác dây kéo hàng mới về làm em giùm em luôn nè. Rồi áo khoác dây kéo chấm lên giùm em đi mấy chị ơi. Chấm lên giùm em mấy chị nha. Có túi hai bên. À có túi trong mấy chị nha. Cái này làm giờ may, may hàng túi trong mấy chị nha. Ở ngoài không có túi phía trong mấy chị nha. Em may túi phía trong luôn. Mẫu mới mấy chị nha. Rồi đây rồi chị nào muốn lên áo khoác mấy chị bảo em đi. Áo khoác ghi giùm em nè, áo khoác giùm em mấy chị nha. Áo khoác kèm số ký em lên mẫu mấy chị lựa. Áo khoác dây kéo xịn giùm em luôn. Dây kéo hàng xịn giùm em. Mẫu này là như mà 60 ngàn một áo luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em áo khoác đi. Áo khoác vững ha. Phần này nó hơi dài hơn cái mẫu kia tí xíu mấy chị nha. Áo khoác này nó dài hơn mẫu kia tí xíu mấy chị nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có 60 ngàn thôi. Mà dây kéo rất là sang luôn mấy chị nha. Dây kéo rất là sang luôn. Chấm lên giùm em đi mấy chị. Hay là tắt vô lại ta, sao không thấy comment này nè. Tắt vô lại đi ha. Ổng comment thôi rồi. Không thấy ai comment hết trơn á. Thôi tắt đi, tắt. Mấy chị ơi, chị nào đang xem ở trong đây mà có comment mà em không thấy, mà em không có đọc á, thì mấy chị cất, mấy chị hót, em tắt ra, em tắt like, rồi em sẽ vô lại, mấy chị vô giùm em lại nha. Nhớ là nhớ cái shop của em tên là quần áo siêu nghĩa anh Thư. Mấy chị vô mà em làm quần áo siêu nghĩa anh Thư, mấy chị kết bạn, mấy chị vô bấm nút theo dõi trang livestream của em đi. Bấm nút theo dõi, khi nào bên em sẽ livestream mấy chị sẽ được nhận được thông báo. Bây giờ em tắt em vô liền nha. Ừ, tắt rồi xong rồi vô liền nha. Mấy chị nhớ vô đóng xem em lại mấy chị nha. Ẩn comment quá em quên không có nổi rồi. Rồi tắt đi.
em nha. Ai đang xem á, chào em một cái cả nhà mình ơi. Đây, lụa hàng nha cả nhà, tay dài nha. Tay dài sung sướng luôn nha. Trời ơi, trời này mặc tay dài nè. Đi nắng được nè, lạnh được nè, êm được nè. Đi nắng thì không sợ nắng, trời lạnh thì bao ấm luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn. Ai đang xem like, vô chào em một cái cả nhà mình ơi. Bộ đồ tao nói nó đẹp, 80.000 nè. Quá sang luôn không? Chất lụa hàng nha. Bao đẹp nha. 60kg quay đầu với mẫu em đang mặc. Em có 70kg mặc vừa luôn nha. Đây, pyjama tay dài quần dài có túi nha cả nhà. Pyjama tay dài quần dài có túi nha. 60kg quay đầu giúp em tâm nha cả nhà mình ơi. 80.000 một bộ, bao giá thị trường luôn. Chị em mình nhanh tay chia sẻ giúp em nha. Có chia sẻ mình có đơn nha. Bao đẹp bao chất luôn. Pyjama viền đây cả nhà. 60kg mình quay đầu giúp em với cái mẫu em đang mặc. Em có pyjama cho mình tới 70kg luôn nha. Ai đang xem like cho em xin một nút chia sẻ like với nào. Tay dài quần dài có túi nha. Đây, chất lụa hàng bao mềm mịn bao mướt luôn. Khách mà gần nhà thì cứ việc lại nhà kiểm tra chất vải nha. Em bán hàng tại shop nên chất vải của em là bao chất nha. Bao chất lượng luôn. Em khách lại nhà là em bao luôn đó. Bao lại nhà kiểm tra chất vải luôn. Hàng không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. Ai đang xem live á, chấm chấm chào em cái cả nhà mình ơi. Cho em biết mình đang xem live giới nào. Ai đang xem live chấm chấm chào em cái. Rồi cho em xin một nút chia sẻ like với nha. Pyjama em đang mặc này cả nhà mình ơi. Cái vải nó mịt dũng lắm luôn á. Bao mịt bao mướt luôn nha. Đây quần dài. Quần dài tay dài nha. Hai quần có túi nha cả nhà mình. Chất vải là lụa hàng bao mềm mịn bao mướt luôn nha. Bao mềm mịn bao mướt luôn. Bao xài máy giặt luôn. Đường chỉ may cực kỳ là sắc sảo luôn nha. Nhiều màu cho chị em mình luôn nha. 60kg quay đầu giúp em. Chất lụa hàng bao mềm mịn mướt luôn. Vải đẹp dã man luôn nha. Đây, em cho cả nhà mình xem. Vải nó đẹp dã man luôn nha. Cực kỳ đẹp lắm nha. Lại gần cho cả nhà mình xem nè. Bao đẹp luôn. Chất lụa hàng bao mềm mịn mướt luôn nha. Chất vải cực kỳ là ok nha. Rồi vô mát tay nha. Rồi vô là mát tay luôn nha. Quần là quần dài như em đang mặc nha cả nhà nè. Quần dài như em Tâm đang mặc nè. Một bộ em trên live em sale cho mình là 80k luôn. Giá thị trường ai bán rẻ đó là 100.000 rồi. Nhưng em Tâm trên live em Tâm sale cho mình là 80.000. Chị em mình thương Tâm cho Tâm xin một nút chia sẻ like với nè. Ai thương Tâm cho Tâm xin một nút chia sẻ like với. Ai đang xem live ấy, chào Tâm một cái với nha. Ai đang xem live chào Tâm một cái nè. Mẫu Tâm đang mặc trên người nè. Đây, mẫu Tâm đang mặc trên người nha. Pyjama chất lụa hàn. Tay dài, quần dài có túi nha. Tay dài, quần dài có túi nha cả nhà. 60kg quay đầu giúp em với cái mẫu này nha. Ai đang xem live chào em một cái nha cả nhà mình ơi. Tay dài, quần dài 80.000 một bộ. Em bao giá thị trường luôn. Chào Tiên Nguyễn Kiều nha. Chào Tiên Nguyễn Kiều nha. Tiên Nguyễn Kiều ơi, cho Tâm xin một nút chia sẻ like với nào. Cho Tâm xin một nút chia sẻ like với. Chắc bên em là bao chất bao xịn sò nha cả nhà. Ai gần nhà em cứ việc ra kiểm tra chất lượng vải bao ok bao chất nha. Em khuyến khích cả nhà mình đặt hàng trên line em sale cho cả nhà mình nè. 80.000 một bộ. Pyjama tay dài quần dài chất lụa hàng. Hai quần có túi nha. Bao đẹp bao chất bao phê luôn. Chất vải rờ vô là từ phê tới phê nha cả nhà. Đây, quá đẹp quá xuất sắc luôn. Đưa gần cho cả nhà mình xem. Hàng quá đẹp quá xuất sắc luôn nha. Ai đang xem like á, cho em Tâm xin một nút chia sẻ like nha. Đây, quá đẹp luôn. 80.000 một bộ nha. 80.000 một bộ nha cả nhà. Ồ, nói cái mẫu này của em là quá hot luôn. Quá hot luôn, em còn một bộ duy nhất ngày hôm nay luôn nè. Ai nhanh tay chốt giúp em mẫu này cho nó hot luôn coi. 70.000 một bộ thôi. Gấu. Gấu nè, áo form rộng nè. Quần lỏ nè. Áo form rộng quần lỏ nè.
ngon miệng nha cả nhà. Mình mua mình sờ vô là mình thương liền luôn nha. Một bộ 70k, chất cô tông miệng bao em luôn. Một bộ 70.000 thôi, em còn một bộ duy nhất luôn. Đây, màu hồng 70.000, ai thích chốt giúp em. Đây, màu hồng, hồng gấu nè, 70.000 một bộ. Trời ơi, cái chất của nó rờ vô là đẹp nha cả nhà mình ơi. Em còn một bộ duy nhất nha. Ai thích chốt giúp em xả cho mình luôn nè. 70.000 một bộ. Quá rẻ mà quá đẹp, mặc lên bao phê bao đẹp luôn nha. Đó, Tiên Nguyễn lấy bộ đó rồi, chốt cho Tiên Nguyễn bộ này nha. Bao đẹp luôn, nhận về mà không đẹp mai ra phát cho mặt tâm cái. Trời trời, hồi chưa biết sao không, cách lại nhà, cách nhí lại nhà, mua đồ nói câu nghe mát cái ruột lắm. Chứ tâm hỏi sao. Em biết chứ Tâm bán đồ cũng được gần 2 tháng rồi mà em không dám lại nhà chứ Tâm mua đồ. Hỏi sao vậy cưng? Tại em sợ chứ Tâm bắt mắt. Trời trời, mình nghe cái mình cũng hết hồn. Cái sợ chứ Tâm bắt mắt. Mà bữa nay bà nội kêu á, em chở chứ ta chở cho bà nội đi mua. Thôi em cũng chở bà nội đi mua. Nó đang mặc trên người bộ đồ bim mê y chang của mình luôn nè. Cái mình nói chị có bán bim mê như cưng mặt nữa. Chị bán trên like có 80 thôi. Trời ơi em rõ vậy. Tâm ơi đẹp quá giờ dạ sao chị bán vậy. Bộ cho em đang mặc trên người là 101 nha chị Tâm. Trời ơi. Vậy mà hồi nào giờ em chưa chế bắt mắt không mà em không dám mua. Sức nổi em đuôi không. Em biết rồi mới mất rẻ em lại mua nữa. Đó. Bởi vậy á chị em mình á, đừng có suy nghĩ là ở cái nhỏ đó nó mới bán là nó bán mắt, hoặc là nhỏ đó nó bán hàng rẻ là cái chất lượng nó không tốt. Không có nha. Tâm bán đồ tại shop, Tâm mở shop tại nhà Tâm bán là chắc là bao đẹp bao phê Tâm mới dám bán nha. Tại chị em mình mua, chị em mình còn lại nhà kiểm tra chất vải nhưng mà đâu phải bán trên mạng này có đâu mà bạn nói bán xấu đúng không. Bao đẹp bao chất luôn nha. Đây đồ đùi của Tâm đây, 3 bộ 100.000 in 3D. Trời ơi đồ đùi này in 3D nha. 50 kg quay đầu giúp em, con em nó 25 kg và con cháu em nó 30 kg. Nó mặc lên đẹp quá, nó về nó nhảy nghe sồn sồn. Mẹ ơi đồ con bò có cho con không, con gầy quá con mặc được. 30 kg hoặc là 35 kg tới 50 kg mặc đẹp đây quần đùi tại nhà mình. Con bò 3 bộ 100.000 đó. Ai chia sẻ like giúp em nha cả nhà. Xuất sắc luôn cả nhà mình ơi. Bò 3D nè, bò 3D đẹp xuất sắc luôn. Chất vải nhỏ sáng lại mua đồ rồi có chất vải trời chết Tâm. 3 bộ 100 mà tại sao đẹp quá vậy. 3 bộ 100 là giá trên like nha cưng, ra nhà 40.000 nha. Trên like là chứ Tâm bán không lợi nhuận, chứ Tâm chỉ cần là mọi người thương chế Tâm cho chứ Tâm xin lúc chia sẻ like thôi. Đây 3 bộ 100.000 con bò in chất 3D cho em. 3 bộ 100.000 3 màu khác nhau nha. Đây đó, đùi bò nè, đùi bò nè. 3 bộ 100, ai thích nốt giúp em từ 50 kg quay đầu giúp em. Từ 35 kg tới 50 kg mặc rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây 3 bộ 100.000. Trời ơi tao nói cái vải nó đẹp nó xuất sắc. Nhận về mà vải không đẹp em thường cho chị em mình 10 bộ. Đây đồ đùi đẹp xuất sắc của nhà em luôn. Bò 3D nha cả nhà mình ơi. Bò 3D đây, form cực kỳ đẹp luôn nha. Vải cực kỳ ok nha. Quần đùi nha. 3 bộ 100.000. Mặc quá sung sướng, mặc quá giá quá mềm luôn nha. Mặc giá quá mềm luôn. 3 bộ 100.000. Hôm nay ai chốt trên like em bán cho cả nhà mình với giá yêu thương luôn. 3 bộ 100.000 quần đùi. Hả? Em bao giá thị trường luôn. Bao giá rẻ nhất luôn. Hả? Bao giá rẻ nhất mà bao đồ đẹp chứ không phải là rẻ đồ không đẹp nha. Đồ rẻ mà đồ đẹp nha cả nhà. 3 bộ 100.000 mà bao rẻ mà bao đẹp luôn nha. Ở đây đẹp giả man luôn. Đùi lập thể nha cả nhà. Đó, ai thích chốt giúp em 3 bộ 100.000. Em sẽ đưa cho mình 3 màu không trùng với nhau nha. 3 bộ 100.000. Quần là quần đùi, vải bao xịn sò luôn. Em bán giá chia sẻ like nha. Nên chị em mình lên trên like mà thấy em làm ơn cho em Tâm xin một nút chia sẻ like. Em Tâm sẽ chốt đơn cho mình nha. Đây 3 bộ 100.000. Quá đẹp luôn. Trời ơi chất là bao phê nha. Nhận hàng mà không ghiền mai mốt bảo đảm quay lại mua tiếp với Tâm lần 2. Đây 3 bộ 100.000. Đùi lập thể nè. Đùi 3D nè. Đây đùi lập thể và đùi 3D nè. Chế 3 bộ 100.000.
chăm nhé, ok, Dễ Châu Thúy Kiều. Trời ơi, vải mà nhận về không đẹp, không ghiền, bé Tâm không lấy tiền rồi. Chốt cho Châu Thúy Kiều 3 bộ 100 nghìn. Hàng bao đẹp, bao chất luôn nha cả nhà. Đây, pyjama lụa em đang mặc nè, giá thị trường là 100 nghìn hoặc là 101, chỗ nào bán rẻ là 100 đúng không? Hôm nay bé Tâm lên trên live giao cho chị em mình với giá là bao nhiêu ạ? 80 ngàn một bộ, chất lụa hàn, bao mịt mát, bao xịn sò luôn nha. Bao mịt mát, bao xịn sò luôn. 60kg giúp quay đầu giúp em với cái mẫu em đang mặc nha. Đây, màu vàng nè, ai thích màu vàng 80 ngàn một bộ thôi. Không nghe lộn giá đâu cả nhà mình ơi. Vải cực kỳ đẹp luôn nha. Vải cực kỳ đẹp, mịt mát luôn nha. Chất là bao ok luôn nha. Đây, xài máy giặt cực kỳ sung sướng, cái vải nó mịn cướp luôn. Cái vải em nói là em bao mịn cướp luôn, không đẹp em không lấy tiền cả nhà mình luôn nha. 3 bộ 100 ngàn, ốc quên lộn, 3 bộ 100 ngàn thôi chắc chết. 1 bộ 80 ngàn, ai thích màu vàng, inbox màu vàng. Ai thích màu đỏ, inbox màu đỏ nha. Quá đẹp luôn, hàng BMA bên nhà em cái chất là bao mềm mướt luôn. Khách lại nhà rờ có chất lại nha, nó 80 ngàn. Trời trời, suy nghĩ đầu tiên, phản xạ đầu tiên trong đầu mình là người trọ nhỏ này bán, người ta bán 100 ngàn, 101 là bèo. Tại sao bán 180 ngàn? Bà dỗ. Nhưng mà rời với một cái hết hồn liền. Tại sao vải đẹp quá trời mà bán giá quá trời hời? Em bán không lợi nhuận nha, chỉ cần chị em mình thương em thôi. Cho em xin một nút chia sẻ like là em cảm ơn rồi. Em không cần lợi nhuận nha. Nha. Chị em mình thương em, nhớ cho em Tâm xin một nút chia sẻ like để em Tâm cảm ơn chị em mình luôn nha. Một bộ 80 ngàn, đây, đỏ dâu, ai thích đỏ dâu, inbox đỏ dâu giúp em, 80 ngàn một bộ, chất lụa hàn, tay dài, PMA, tay dài, quần dài em Tâm đang mặc nha, quần dài có túi, một bộ 80 ngàn, chất bao đẹp luôn, đỏ dâu, rồi, ai thích hồng, inbox hồng cho em, 80 ngàn một bộ, chất lụa hàn, bao sung sướng luôn, không đẹp bé Tâm không lấy tiền cả nhà mình nha. Hàng mình mua hàng về, mình kiểm tra hàng đúng như em nói, mềm, mịn, mát, mướt. Ok, nhận hàng giúp em. Hàng không đúng như em nói, cho hàng quay đầu cho mày. Lỗ tiền ship cho mày cái bà mày luôn. Còn gần nhà phải không? Ship tới nhà đẹp nhận. Ship không tới nhà, chửi cái cho bỏ ghét. Không nhận mà chửi lấy con quỷ. Lên mạng nói sầm sàm đồ xấu quắc nha. Không có, đồ bao đẹp à, em đi giao đồ là 10 khách em đủ 10. Đồ đẹp mà chất ok, mà giá quá hợp lý luôn. Giá quá hợp lý luôn rồi. Ai thích vàng chốt vàng giúp em. Ai thích hồng chốt hồng. Ai thích đỏ chốt đỏ nha. Rồi xăng. Ai thích xăng chốt xăng giúp em. Ai thích xăng chốt xăng giúp em. Quá đẹp luôn. Rồi ai thích cam chốt cam giúp em. Một bộ 80 ngàn BMA chất lụa hàng. Hàng bao mịt mướt bao đẹp luôn. Bao mịt mướt bao đẹp luôn. Vàng. Ai thích vàng chốt vàng. Ai thích hoa vàng, chốt hoa vàng giúp em. Một bộ 80k. Một bộ 80k nha cả nhà mình ơi. Ai đang xem live á, cho em Tâm xin nút chia sẻ like với nha. Hoặc ai đang xem live chấm chấm chào em một cái. Chào em một cái cho em biết mình đang xem live nha. Đây, sọc xanh. Sọc xanh nha cả nhà. Bao đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn á. Hàng bên em rời vô một cái mình cất luôn nha. Hàng bên em bán hàng đẹp chứ không bán hàng xấu nha cả nhà. Đây, hồng, hồng phối nha, hồng phối. Ai thích hồng phối em bắt hồng phối giúp em. Rồi, đỏ nè, đỏ hình nè. Ai thích đỏ hình, inbox đỏ hình giúp em. Một bộ BMA như em đang mặc 80 ngàn một bộ. Đó, rồi, em lên mẫu BMA đùi cho cả lỡ cho nhà mình xem nha. BMA lỡ cho nhà mình xem. BMA lỡ hình em còn mấy bộ ta. Đẹp quá mà còn 1, 2, còn 4 bộ. BMA lỡ còn 4 bộ. 90 ngàn. Tối hôm nay em sale cho mình 70 ngàn một bộ. 70 ngàn một bộ. Bao đẹp luôn. Bộ đang mặc 65kg. Thiên thiên 65kg là mình cho màu này cho mình bạn nha. Tại đồ mình đang mặc là một bộ là. Đây 65kg mình cho bạn chọn màu nha thiên thiên. Đây, bao đẹp luôn nha. 80 ngàn một bộ. Đó, Thiên Thiên nhận về hàng đẹp á, nhớ cho mình xin nút chia sẻ like nha. Bao đẹp, bao chất, bao kiểm hàng mặc về là liền nha. Mình dơ màu cho Thiên Thiên chọn nha.
hàng này là từ 60kg tới 70kg mặc vừa nè. Đây, màu hồng nhạt nè Thiên Thiên. Màu hồng nhạt nha. Màu xanh đen nè. Đẹp dã man luôn. Bao Thiên Thiên là nhận về là bao tiền nha Thiên Thiên. Mình mua hàng, mình nhớ cho Tâm xin một nút chia sẻ like nha. Tâm cảm ơn rất là nhiều luôn. Bao chất bao đẹp nha. Bảo đảm Thiên Thiên sẽ quay lại mua tiếp mình lần hai. Giờ có chất lại là Thiên Thiên sẽ liền liền đây. Màu hồng, hồng sen nè. Đó, hồng sen nè. Rồi, màu cam nè. Màu cam nè. Xanh đen, rồi. Chốt xanh đen nha. Rồi, xanh dương nè. Đẹp xuất sắc luôn. Vải bên mình là bao đẹp bao chất. Mua về mà đẹp quá, lần sau lại thấy mình trên like, cho Tâm xin nụ nút chia sẻ like nha, để cho Tâm tiếp cận với bạn bè hoặc là người thân của mình nha. Bao đẹp bao chất mà giá là bao ok. Dám cam đoan một câu luôn, rờ vô chất vải không nghiệt. Tâm cho 10 bộ, Tâm tặng không 10 bộ luôn chứ đừng nói. Đây, hồng sen quá đẹp luôn. Hồng sen quá đẹp luôn cả nhà mình ơi. Em đúng size, đúng số cho mình lựa chọn luôn nha. Rồi, chốt xanh đen nè. Chốt xanh đen cho Thiên Thiên nha. Chốt xanh đen cho Thiên Thiên nha. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Hàng bên Tâm mà không đẹp là Tâm không lấy tiền nhà mình luôn đó. Đang mặc luôn. Mẫu đang mặc luôn. Mẫu đang mặc luôn là 60kg nha Thiên Thiên. Chịu không? Mẫu Tâm đang mặc là 60kg. Còn Thiên Thiên á, còn những cái màu Tâm dơ lên cho mình xem á, là 65kg mình mới mặc vừa nha. Bộ Tâm đang mặc tay dài là 60kg. Quay đầu Thiên Thiên lấy 60kg luôn hay gì? Thiên Thiên lấy 60kg luôn hay gì? Ô phải thì ok giùm mình nha. 03038 ok rồi, chốt cho Thiên Thiên luôn nha. Bộ Tâm đang mặc luôn nha, đẹp xuất sắc. Tâm bao chất cho chị em mình luôn, bao chất luôn, rờ vô là ghiền, bảo đảm mặc vô là